Xin chào mọi người. Hôm nay giới thiệu mọi người ngoài Mali này. Khoai đen xì. Khoai nướng hơi cháy. Đây là chó Poodle nha mọi người nha, Poodle lông xoăn. Đợt này thì nhà em ngoài Mali ra em cũng có triển khai nuôi thêm một số bạn cún cảnh nữa, cái dòng cún cảnh này. Nhưng ở đây em đang có Poodle với cả Fox Sox nha mọi người. Poodle Golden, con Golden kia thì quay trên kênh hôm trước mọi người thấy rồi. Ô bọn anh, vào ngay. À mày ra. Tuấn ơi vào đây. Đây là một em Fox Sox này. Thôi bỏ thuốc rồi, thuốc rồi. Không có, nó lại leo đất này. Đây là Fox Sox nhá, xinh dã man. Bạn này trắng tinh nhưng mà mấy hôm nay lạnh lạnh em chưa tắm được nên là lông bạn ấy hơi bị bết một tí ở mặt này, dính đồ ăn vào. Siêu xinh luôn nhá. Đấy. Lông cực dày, lông siêu dày, người vuông nét luôn, thả xuống mình mới thấy được cái độ vuông của nó nhưng mà xinh lắm. Các anh chị nào mà muốn mua cún cảnh ngoài Mali phục vụ cho niềm yêu thích của bản thân và muốn mua cún cảnh để tặng cho vợ, cho người yêu, cho bạn gái thì liên hệ với bọn em nhá. Đây. Đây là chó Poodle nhá mọi người nhá, Poodle nâu đỏ. Đây là máy anh Hồng quay lên, nó không đỏ đâu, như bên ngoài là màu iPhone cam đó mọi người nhá. iPhone nhìn màu nó hơi bạc. Thế thế lấy cái máy kia quay. Nhưng mà nhìn cũng đẹp, cũng đẹp. Nhìn đẹp, lông xoăn tít luôn. Không sáng. Đấy, uy tín nhà em làm money rất là nhiều năm thì mọi người cũng biết rồi nên là bọn em làm chó cảnh cũng như thế thôi. Nhưng em cũng sẽ làm ở kênh khác. Ừ, làm ở kênh làm khác. Làm ở kênh này để cho xem mọi người có thích cái dòng chó này không để bán thêm còn thôi, không bán đấy thì thôi. Thì em có vẫn bảo hành thuần chủng trọn đời này, sợ bảo nhỉ? Hành sức khỏe nữa. Trông à? Nhìn bên ngoài đẹp hơn nhiều. Ừ, ôi lông đẹp chưa? Tuấn nhìn máy không đỏ. Không đỏ lắm á. À? iPhone không, nó không đỏ. Bên ngoài nó màu cam hơn đấy. Đâu? iPhone nhìn nó hơi bạc. Ừ. Đây. Nhưng mà lông nó xoăn lắm. Cún cảnh thì rất là thích hợp nuôi trong nhà, nuôi chơi mọi người ạ. Yêu dã man. Đấy. Mà ngoài ra thì em đang có một bạn Golden ở đằng sau này. Và một đàn Mali đây nữa nhé. Nát ít con 2 đấy. Bê lên đi Tuấn. Nặng à? Nặng lắm, mười mấy cân đấy. Em Golden này phải mười mấy cân, siêu nghịch, ăn khỏe như lợn luôn, lông dài lắm. Bạn này bố nhập nhé, bố Kevin nhập Nga. Tiền trước đây gọi tiền gì nhỉ? Trước khi bán Mali thì toàn bán chó cảnh đấy. Đây. Con này bố nhập Nga này đẹp. Bố nhập Nga nhá. Đẹp thật, trong hai con này đẹp hơn. Lông dày lắm. Em còn không tắm được mấy, nó màu bạch kim là một là cái màu hot hơn, đắt hơn trong trong hai cái màu của dòng Golden. Thì anh chị nào mà yêu thích chó cảnh ấy thì liên hệ bọn em và em sẽ tư vấn nhé, tất cả các dòng luôn, cả Fox Sox, Poodle, Bull Pháp rồi Pug hết các thứ hết. Chó cảnh phụ rồi. Làm văn nghệ rồi đây. Cho mọi người xem. Tại vì nhiều khi cũng nhiều anh hỏi gọi hỏi Mali xong lại hỏi là anh muốn mua tặng vợ anh con này con kia em có không. À, còn bọn em vẫn là chính thì vẫn là Mali. Đây mới là ấy. Chân lý sống. Chân lý cuộc đời. Tình yêu đích thực chứ không chưa nữa. Nào im mồm. Đấy đây. Đây mới là nguồn kiếm tiền chính đây. Chó cái mai đây phối bọn em này. Mấy con này à, đẹp thế, con của môn cơ to đùm. Lần này thử bán thêm mấy cái loại chó nhỏ xem mà mọi người có thích không thì ủng hộ bọn em nhé. Bọn em làm cái kênh mới, bọn em bán. Chó cảnh thì nó rẻ hơn chó Malinois rất là nhiều luôn. À, bọn này đàn nát này. Nát ít qua 2 vô địch Đông Âu. Sợ con Golden này nghịch, ê nghịch. Rồi, xin chào mọi người. Mọi người à, có thích nuôi chó cảnh không thì mọi người à, alo em nhá. Bọn này chỉ ăn mới ngủ thôi. Rẻ lắm, như bọn này chỉ 1,5-2 triệu một con thôi. Đấy. Còn bọn này là tầm 2,5-3 triệu. Đấy, tất cả đều bảo hành như Malinois luôn. Đấy. Mà bảo hành thuần chủng. Siêu sinh mà em phải lựa chọn những con bố mẹ thật đẹp em mới nuôi đấy. Cái bọn này thì là nó ít bố nhập lắm. Rồi, xin chào mọi người.